Đây là cây móng ngựa. Các bạn nhìn thấy đây là cái phần lá của nó sau khi nó rụng thì nó để lại cái phần này giống như móng con ngựa nên được gọi là cây móng ngựa. Hay cũng được gọi là cây Quan Âm Tọa Liên, tức là giống như Phật Bà Quan Âm ngồi trên đài sen, được gọi là Quan Âm Tọa Liên. Theo kinh nghiệm dân gian thì người ta có thể lấy chính cái phần này về người ta gọt bỏ đi, xong rồi có thể là ngâm với lại nước vo, rồi chúng ta luộc rồi lọc cho sạch để mà lấy bột ăn, hoặc là chúng ta cũng có thể là kho cá kho thịt như cái này. Thế còn công dụng mà để làm thuốc thì chúng ta lấy cái phần này giống như móng của con ngựa này, chúng ta gọt bỏ vỏ đi cho sạch, rửa sạch, xong chúng ta có thể phơi khô sắc uống để chữa đau dạ dày, đau ruột. Thế còn cái lá non của nó, đây là cái cọng già. Thế còn lá non của nó khi mà nó cành nó non này, nó non á, thì chúng ta cũng có thể là lấy cái phần đó về, chúng ta gọt bỏ vỏ đi làm rau ăn. Nó cũng hơi nhạt nhạt và nhớt nhớt, nhưng mà ăn trong rừng ăn thì cũng rất là tốt, đúng không? Thay rau được.